Theo Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, trong hơn 3 năm triển khai thi hành, Nghị định 98/2020/NĐ-CP sửa đổi đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, lực lượng chức năng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề hạn chế, bất cập trong áp dụng pháp luật. Chính vì vậy, cần phải sửa đổi nghị định này. Tại buổi họp, Ban soạn thảo tổ biên tập nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 98, đại diện Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan gồm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp sửa đổi liên quan đến dự thảo nghị định. Trong đó, nội dung được quan tâm, đóng góp nhiều nhất đó là các hành vi vi phạm liên quan đến thương mại điện tử, các hành vi vi phạm về giao kết, thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch, trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng. Mục tiêu cao nhất của dự thảo nghị định là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, của doanh nghiệp kinh doanh chân chính và góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.